Thưa quý vị, sự khốc liệt của dịch bệnh COVID-19 trong làn sóng dịch thứ tư đang thể hiện bởi số ca tử vong được thống kê cao hàng ngày. Nhưng đằng sau những con số đó là rất nhiều những câu chuyện đau lòng, những gia đình đã mất đi người thân, những đứa trẻ đã mất đi cha mẹ. Và có những khoảng trống mà COVID-19 để lại có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể lấp đầy. Bố của em tên là Nguyễn Phú Hiếu. Bố em làm nghề bảo vệ khu phố. Có lần bố em đi chống dịch, em xin bố em cho em đi theo, nhưng bố em không cho em đi theo vì rất nguy hiểm. Và bố nói với em là sẽ về. Em cũng ở nhà chờ bố về. Nhưng vài ngày sau thì bố phát bệnh. Bố em nói với em là đừng lại gần bố. Em mới nói chừng nào bố hết bệnh. Bố chỉ cười và nói khi nào hết bệnh, bố ôm thương con thì em mới vui vẻ, không còn lo nghĩ gì nhiều. Nhưng không được bao nhiêu lâu, vào đúng ngày 13 tháng 8, em nghe được bố nói với mẹ em là bố khó thở. Em không nghĩ đó là lần cuối cùng em được nghe bố nói. Em và anh hai đã không còn bố. 10 tuổi, Đan Thanh mồ côi cha. Nguyễn Nhật Hào mất đi chỗ dựa vững chắc từ bố khi vừa bước vào ngưỡng cửa lớp 12. Trên bàn thờ vẫn còn đó bộ quần áo và chiếc mũ lúc còn làm nhiệm vụ của anh Hiếu. Nhưng những khoảng trống vô hình mà người chồng, người cha ấy để lại thì khó có thể lấp đầy. Bố con mất rồi, giờ chỉ còn có mình con là trụ cột cho gia đình thôi. Thì con cũng phải đảm nhiệm cái trách nhiệm mà bố con đi rồi. Thì giờ tới con sẽ gắng cố gắng để con học. Để học thật là tốt, để có tương lai để lo cho em với mẹ. Tại vì mẹ về già, mẹ cũng có thể là sức khỏe không tốt, cái mọi thứ. Em con thì cũng giờ còn nhỏ quá. Kiểu như là con cũng có mơ ước là thấy bố con vậy, con cũng muốn lại đi theo. Anh cứ lo, anh cứ nói em á thì em gán ăn đi, ráng ăn để cho có sức khỏe. Anh còn nói em vậy để lo cho mấy đứa con. Dịch bệnh COVID-19 đã tạo ra rất nhiều cuộc chia ly. Có những cuộc chia ly là mãi mãi. Đợt dịch vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã khiến hàng trăm trẻ em trở thành trẻ mồ côi. COVID-19 đã để lại những khoảng trống chẳng thể lấp đầy trong tâm hồn những đứa trẻ đang ở tuổi rất cần được mẹ cha yêu thương.